Xin chào. Không biết là hiện giờ anh chị có nghe rõ cái âm thanh của cái Facebook Live của mình hay không? Lâu quá mình không có lên, thành ra mình muốn kiểm tra âm thanh. Nếu mà anh chị nào đang theo dõi cái live này thì cho mình biết là âm thanh và ánh sáng có nghe rõ hay không? Ngày hôm nay mình muốn nói về một cái đề tài khá là thú vị, hy vọng là nó sẽ giúp ích anh chị trong cái những ngày tháng cuối năm khi chúng ta đang chuẩn bị giấy tờ để khai thuế, thì mình muốn đưa ra một vài bí quyết để mà anh chị có thể giảm thuế tối đa trong cái kỳ thuế 2020 mà sắp diễn ra sắp tới ha. Trước khi mình bắt đầu vào cái chương trình ngày hôm nay, nếu mà anh chị nào đang theo dõi chương trình, biết các bạn nào đang quan tâm tới vấn đề thuế, thì anh chị có thể tạo ra những cái watch party và đồng thời cũng có thể tạo ra có thể share cái video này ở trên cái trang của các anh chị và cũng có thể invite các bạn khác vào xem cái chương trình này. Mình tin chắc rất là nhiều anh chị trong ngành nails hay là ngành nhà hàng hay bất cứ những cái ngành nghề gì đều muốn tìm ra những cái phương pháp, những cái bí quyết để mà mình giảm thuế. Đặc biệt khi mà mình kiểm tra những cái hồ sơ của khách hàng của mình thấy rất là nhiều anh chị trả thuế rất rất là cao. Mặc dù không cần thiết phải trả cao như vậy, thành ra mình thấy uổng phí cho anh chị thôi. Mình muốn đưa ra những cái bí quyết này để giúp anh chị. Thì hiện giờ không biết anh chị nghe có rõ hay không ha. Và đồng thời anh chị cho mình một vài phút để mà mình chia sẻ cái video này trên cái trang cá nhân của mình. Anh chị cho mình biết là anh chị đang theo dõi từ đâu và nhờ anh chị chia sẻ cái video này giùm mình ha. Chào bạn Kimberly Lee, chào bạn Heidi, Yvonne Nguyễn, chào bạn Thông Lại. Không biết là các bạn đang theo dõi bên Mỹ hay là bên Việt Nam, nhưng mà những cái bí quyết mà mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay thì nó được áp dụng ở bên thị trường Mỹ. Còn về thị trường thuế ở bên Việt Nam thì mình không có rành lắm ha anh chị. Thành ra có xin cáo lỗi với anh chị về vấn đề đó. Rồi để mình chia sẻ cái video này, rồi mình sẽ bắt đầu ngay. Hello Doremi. Để coi coi. Hello Hương Nguyễn, chào bạn Thúy Hằng Phan. Rồi, chào anh Quốc Bảo. Mình chờ một vài phút ha, dạo này cái công thức của Facebook nó hơi chậm trong cái việc phổ biến video, thành ra mình cũng muốn chờ một vài phút để mà Facebook nó phổ biến rộng rãi hơn. Chào anh Ken Nguyễn. Anh Hoàng Tuấn, chào anh. Ok, rồi. Mình nhờ các bạn chia sẻ cái video này ha. Anh Hoàng Tuấn đang theo dõi từ Việt Nam. Rất là chào mừng anh tới với cái chương trình ngày hôm nay. Những cái bí quyết mà Jennifer sẽ chia sẻ là những cái bí quyết được áp dụng tại thị trường Mỹ ha. Chào bạn Josalu. Ok. Rồi, hy vọng mọi người nghe rõ ha. Cho mình biết một vài cái tín hiệu nghe rõ. Ok, chào Hương Nguyễn. Rồi. Mình xin phép bắt đầu ha. Trước hết mình xin kính chào tất cả anh chị đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Mình tên là Jennifer Hà, chủ của tổ hợp luật sư JLJ Law Group, tọa lạc tại thành phố Salt Lake City, Utah. Văn phòng của mình chuyên về những cái bộ hồ sơ di trú và cũng nhận hồ sơ khai phá sản tại tiểu bang Utah. Đương nhiên là nếu mà anh chị nào đang có những cái hồ sơ liên quan tới vấn đề ngoại di trú thì mình cũng cân nhắc cho anh chị là những cái bộ hồ sơ đó nó phụ thuộc vào luật của tiểu bang, thành ra anh chị sẽ cần tư vấn với lại những anh chị luật sư ở tiểu bang của anh chị, tại vì những cái hồ sơ đó sẽ cần đi hầu tòa tại tiểu bang và nó sẽ phụ thuộc vào luật của tiểu bang, nhưng riêng luật di trú là luật liên bang, thành ra văn phòng hiện giờ vẫn đảm nhận được những cái bộ hồ sơ toàn nước Mỹ cũng như là toàn cầu. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là mình không có muốn nói tới hồ sơ di trú, nhưng mà mình muốn chia sẻ với anh chị về vấn đề thuế, vì mình biết là hiện giờ mình đang ở cuối tháng 11 và đang bước sang tháng 12, biết là anh chị đang rất là bận rộn và tới cuối tháng 12 thì chúng ta sẽ bước vào cái mùa thuế cho năm 2020 và mình muốn anh chị có được cái sự chuẩn bị tốt nhất để mà anh chị có thể giảm bớt cái thuế của anh chị. Khi mà anh chị khai thuế trong mùa sắp tới, nói chung là trốn thuế hợp pháp. Vì hàng ngày mình khi mà mình nhận những cái bộ hồ sơ di trú thì một trong những cái điều đầu tiên mình cần phải kiểm tra là giấy thuế của những anh chị nào đang bảo lãnh thân nhân, hoặc là những anh chị nào đang bảo lãnh những người nhân viên làm cho tiệm hay là cơ sở thương mại của mình. Và khi mà mình nhìn thấy nhiều cái bộ hồ sơ như vậy và mình thấy cái số lượng tiền thuế anh chị đóng nó quá cao, mình thấy xót cho anh chị thôi. Không phải tiền của mình mà mình vẫn thấy xót cho anh chị, tại vì riêng bản thân của mình biết
là có rất nhiều phương pháp để chúng ta có thể giảm thuế, thậm chí còn lấy tiền lại, mặc dù chúng ta có thể có mức thu nhập rất rất cao, nhưng mà chúng ta không có cần thiết phải đóng tiền thuế trên cái mức thu nhập đó. Thành ra ngày hôm nay mình cũng mong là qua những cái việc mình chia sẻ, nó sẽ giúp anh chị không những là giảm thuế, nhưng mà nó sẽ giúp anh chị bảo vệ những cái tài sản mà mình đang có, để mà những người chủ nợ hay là những cái rủi ro gì trong cuộc sống nó không có tới, để mà mình mất đi cái tài sản đó. Ok, rồi trước hết mình cũng muốn chia sẻ với anh chị về một cái tài khoản đầu tư gọi là SEP IRA. SEP IRA là một cái tài khoản mà được dùng bởi những ai mà đang tự làm chủ của chính mình. Nói tóm tắt là nó giống như là self-employed IRA. Thường khi chúng ta đi làm cho một công ty, một cái hãng xưởng, thì đôi khi nó có những cái tài khoản 401k để mà mình có thể đầu tư, để dành, tiết kiệm, để khi về hưu chúng ta rút cái số tiền đó ra để tận hưởng tuổi già. Nhưng mà phần đông của những người Việt của mình thì chúng ta làm ở trong những cái ngành nghề như là nhà hàng, hay là ngành nails, hay là chúng ta là chủ của những cái dịch vụ thương mại gì đó. Và thường chúng ta không có suy nghĩ tới cái vấn đề để dành tiền, đầu tư để mai này về hưu. Phần đông là những anh chị sẽ dùng cái khoản tiền này để mua nhà hay là giữ tiền mặt ở tại nhà, và không có sinh ra cái lợi nhuận gì. Đương nhiên mình giữ tiền mặt nó cũng tốt, nhưng mà tiền mặt thì nó sẽ mất giá, và đồng thời nó sẽ không có giúp được anh chị giảm thuế. Khi mà anh chị, cái mục tiêu của anh chị là giảm thuế, tại vì mình đại diện một số chủ tiệm nails, thu nhập một năm của tiệm là lên tới 1 triệu hay là 1 triệu rưỡi. Và nếu mà họ áp dụng những cái phương pháp này thì họ có thể giảm cái tiền thuế rất là nhiều. Thì quay lại về cái vấn đề SEP IRA, đánh bằng là SEP IRA. IRA có nghĩa là Individual Retirement Account. Thì cái SEP IRA này nó được tạo dựng lên để mà giúp những người tiểu thương có thể để dành tiền để mà mai này họ có thể về hưu. Và cái điểm mạnh nhất của cái SEP IRA này là chúng ta có thể trừ 100% của cái khoản tiền đó ra từ cái tiền thuế của mình. Và cái số tiền mà mình có thể trừ ra nó rất rất là cao, thưa anh chị. Trong năm 2020-2021, chúng ta có thể trừ tới 25% của cái tiền thu nhập của mình và bỏ vô trong cái tài khoản đầu tư này. Có nghĩa là nếu mà anh chị có một cái mức thu nhập 100.000 một năm, thì anh chị có thể trừ tới 25.000 và bỏ vô trong cái khoản đầu tư này. Và cái tiền 25.000 mà anh chị bỏ vô đầu tư sẽ được trừ trực tiếp từ cái mức thu nhập của anh chị, để mà cái tiền mà anh chị đóng thuế còn lại chỉ có 75.000 thôi. Thành ra nó sẽ rất là lợi cho anh chị khi mà anh chị mở ra một cái tài khoản như vậy. Đặc biệt là đây là mỗi một cá nhân được trừ 25% của cái tiền thu nhập của mình. Có nghĩa là nếu mà anh chị có là một cặp vợ chồng, vợ làm cho tiệm nails và chồng cũng làm cho tiệm nails, hai vợ chồng đều làm trong tiệm hết, thì anh chị có thể trừ tới, cho là mỗi người 100.000 một năm đi, hai vợ chồng có thể trừ tới 50.000 một năm tổng cộng, bỏ vào trong cái khoản đầu tư này, để mà anh chị có thể sinh ra lợi nhuận và có thể công khai cái số tiền thu nhập đó, và mình được tính cái số tiền thu nhập đó là tài sản của mình. Nếu mà trong trường hợp mình muốn đi mua nhà hay là mình muốn đi vay một cái khoản nợ nào đó, và đặc biệt những cái khoản đầu tư này nó hoàn toàn được bảo vệ nếu trong trường hợp mình mắc nợ hay là mình bị thư kiện hay là gặp những cái bề gì, thì cái khoản tiền mà mình bỏ vô những cái tài khoản đầu tư nó hoàn toàn được bảo vệ. Thành ra nó là một cái mức đầu tư rất là khôn ngoan để chúng ta có thể giảm được cái mức thuế. Những anh chị nào mà có thu nhập cao hơn thì cái số tiền tối thiểu mà chúng ta có thể bỏ vào cái khoản đầu tư này là, để mình cho anh chị biết cái con số, vào năm 2020 là 57.000 một năm maximum cho một người. Có nghĩa là nếu mà anh chị có hai vợ chồng thì anh chị có thể lấy gần 120.000 bỏ vô trong cái khoản đầu tư này, nó vừa sinh ra lợi nhuận, mình vừa công khai cái con số này với sở thuế mà mình được trừ ra, và mình tiếp tục xin cái lợi nhuận với cái số tiền này, nó rất là an toàn. Thành ra đó là một trong những cái mà mình khuyên anh chị phải suy nghĩ tới,
để mà anh chị có thể giảm bớt cái tiền thuế của anh chị. Hồi năm gần gần đây mình có xem một cái bộ hồ sơ thuế của một người khách hàng của mình, và sau khi mà ảnh trừ ra hết những cái chi phí của cái tiệm nail của ảnh, cái số tiền thuế mà ảnh thiếu là 88.000, có nghĩa là tới cuối năm ảnh phải ký một cái check 88.000 trả cho sở thuế. Thì anh chị biết là cái số tiền ảnh thu nhập từ trong cái tiệm nails là nó khủng tới tới mức nào, phải không? Nhưng mà phải chi anh ta trong năm ngoái đã biết mở một cái tài khoản SEP IRA này, thì anh có thể bỏ vào trong cái tài khoản đó 120.000 để mà đầu tư về tuổi già. Và nó thay vì anh trả 88.000 cho sở thuế thì anh lấy trọn cái số tiền đó anh bỏ vào anh đầu tư, thì anh vẫn giữ được cái số tiền đó và anh không có cần đóng tiền thuế. Thành ra đó là cái lời khuyên mà mình muốn gửi tới anh chị nào mà đang chuẩn bị giấy tờ cho mùa thuế cho năm 2020, là mình nên suy nghĩ tới cái vấn đề đó. Về SEP IRA, nếu mà mình đầu tư, mình không có rành về đầu tư, mình đầu tư như thế nào? Riêng bản thân của Jennifer, mình cũng không có phải là những người trong ngành tài chính, và mình cũng không có phải là người mà có thời gian nghiên cứu từng cái cổ phiếu để mà mình đầu tư. Thành ra cái cách thức mà Jennifer đầu tư là một cái cách thức rất là đơn giản để mà mình có lợi nhuận cao, nhưng mà mình lại giảm bớt cái rủi ro. Thì thường Jennifer đã đầu tư vào trong một cái tài khoản gọi là Index Fund. Index Fund là một cái loại đầu tư mà mình coi như là mình đầu tư vào toàn cổ phiếu ở trong cái thị trường chứng khoán. Đương nhiên nó sẽ không có sinh lợi nhuận cao bằng nếu mà mình mua những cái cổ phiếu mình mua bán đều đặn. Nhưng mà đối với Jennifer, cái vấn đề là không phải là mình muốn lợi nhuận cao, nhưng mà mình muốn cái lợi nhuận nó đều đặn. Thay vì mình bỏ tiền vô trong ngân hàng, thường nó sẽ cho mình khoảng chừng 1%. Nhưng mà nếu mà mình bỏ vô trong một cái SEP IRA thì cái lợi nhuận mình có thể sinh ra thì nó từ 7% cho tới 20%. Thì tính trong cái tài khoản của gia đình của mình á, là vào trong năm 2019-2020 thì cái lợi nhuận bình quân là khoảng chừng 15% một năm, thì cũng là một cái số lợi nhuận khá là tốt với cái số tiền mà mình đã đầu tư. Thì trước đây khi mà mình chưa biết tới cái khoản đầu tư này thì mình cũng đóng thuế rất rất là nhiều. Mình cũng giống như anh chị, tới cuối năm, tới mùa thuế là phải cắn răng, hy vọng là mình không có cái khoản thuế thiếu nợ IRS nhiều. Nhưng mà từ khi mà mình phát giác ra cái cách thức đầu tư này, mình rất là vui mừng, tại vì không những là mình đã giữ được cái số tiền đó, mình có lợi nhuận, mà mình lại lấy lại tiền từ IRS cuối năm nữa, tại vì nó được tính là một cái chi phí ở trong cái công việc kinh doanh của mình. Thành ra mình áp dụng nó rất là nhiều trong những năm vừa qua để mà mình coi như là xí xóa hết cái số tiền mà mình thiếu bởi sở thuế. Vậy thì chúng ta có những cái rủi ro gì khi mà mình đầu tư vô trong một cái tài khoản như vậy? Vì anh chị cũng biết là ở Mỹ không có cái gì free, phải không? Đương nhiên khi mà mình bỏ ra khi mà mình mới đầu tư cái mức tiền này vào trong cái tài khoản đầu tư như vậy thì mình sẽ được trừ thuế. Nhưng mà sau này khi mà mình về hưu, mình rút cái số tiền đó ra thì mình cũng sẽ đóng thuế trên cái số tiền đó. Nhưng anh chị phải nhớ một điều là tới khi mình tới cái tuổi về hưu, giống như mình nhìn tới cha mẹ của mình, thì thường cái mức thu nhập của mình nó sẽ rất là thấp, và cái mức thuế mình đóng, cái phần trăm nó sẽ rất là thấp so với lại cái mức thuế mà mình cần phải đóng trong cái lúc mà mình còn cái sức lao động. Vì cái mức thu nhập nó sẽ quyết định là cái phần trăm thuế của mình là bao nhiêu. Mình đưa ra một con số ví dụ thôi. Ví dụ như trong lúc mà anh chị còn đang đi làm, đang có sức lao động, thì anh chị đóng cái mức thuế cho là 20% đi. Tới chừng anh chị về hưu, anh chị không còn thu nhập nữa, anh chị không còn hoạt động cái công việc kinh doanh của anh chị nữa, thì tự nhiên cái mức thuế mà anh chị đóng nó sẽ giảm xuống cho là 5% hay là 10%. Thành ra khi mà anh chị tới cái tuổi về hưu, anh chị rút cái số tiền đó ra, anh chị xài, anh chị đương nhiên là sẽ đóng thuế, nhưng mà cái số tiền thuế mình đóng nó sẽ rất là ít so với lại cái số tiền thuế mình đóng lúc mà mình còn đang đi làm. Thành ra nó sẽ rất là lợi cho anh chị. Anh chị sẽ có nhiều năm mà cái tiền đó nó đẻ ra lợi nhuận mà mình không có đóng thuế, rồi khi mình rút ra thì mình đóng thuế ít, cho là mỗi năm là mình lợi nhuận 20%, nhưng mà khi mà mình rút ra mình chỉ đóng có 10% thì mình vẫn lời, phải không anh chị?
Thành ra đó là một cái cách thức mà anh chị có thể dùng để mà anh chị giảm thuế của anh chị nếu mà anh chị đang chuẩn bị cái phần thuế cho năm 2020. Và năm 2021 thì cái mức đó nó sẽ tăng lên từ 57.000 một người cho tới 58.000 một người. Thành ra nếu mà hai vợ chồng có mức thu nhập cao thì anh chị gần 120.000 tiền thuế mà mình có thể trừ ra nếu mà mình đầu tư trong cái khoản này. Biết là hiện giờ mình đang ở gần đầu tháng 12 thì anh chị có thể phân vân là không biết còn kịp để mà đầu tư hay không, là và mình phải làm như thế nào. Nhưng mà anh chị yên tâm vì cái hạn chót để mà chúng ta có thể đầu tư vào những cái khoản này là vào cái mùa thuế, deadline của mùa thuế. Nếu mà anh chị thường xuyên khai thuế vào tháng 4 thì cái ngày hạn chót để mà anh chị đầu tư vào cái tài khoản này là ngày 15 tây tháng 4 2021. Nếu mà anh chị thường gia hạn cái deadline để mà anh chị khai thuế tới tháng 10 thì cái hạn chót mà anh chị có thể đầu tư vào những cái khoản này là 15 tây tháng 10 năm 2020. Thành ra anh chị nên bàn thảo lại với lại những người kế toán để mà họ có thể hỗ trợ anh chị về cái cách thức mà mình đầu tư tốt nhất cho cái khoản đầu tư này. Vì nó có một vài cái điều kiện là mình chỉ có thể đầu tư vào trong cái khoản này nếu mà trong tiệm của mình có 1099, hoặc là mình chính bản thân của mình nhận 1099. Còn nếu mà mình không có 1099, mình là employee, tức là nếu mà mình có một cái tiệm nails mà tất cả những người ở trong cái tiệm nails họ đều là W2 hết, nếu mà mình người chủ mình muốn mở ra một cái tài khoản đầu tư như vậy thì mình cũng phải kêu tất cả những người nhân viên của mình mở ra để mà họ có thể đầu tư vào những cái tài khoản đó. Còn nếu mà tất cả những người ở trong cái tiệm của mình đều là 1099 hết thì như vậy chúng ta tự là tiểu thương và chúng ta không có trách nhiệm để mà mình đầu tư cho những người nhân viên ở trong cái tiệm của mình ha. Đó là cái bí quyết đầu tiên để mà anh chị có thể trốn thuế hợp tác. Cái điểm thứ nhì mà anh chị có thể dùng để mà anh chị giảm đi cái tiền thuế mà anh chị đóng là anh chị có thể mua bảo hiểm, không những cho anh chị thôi nhưng mà cho những người mà làm ở trong cái cơ sở thương mại của anh chị. Vì cái số tiền bảo hiểm đó là cái số tiền mà chúng ta có thể trừ trực tiếp ra từ cái tiền thuế mà mình đóng hàng năm. Hiện giờ đó một trong những cái mà mình phân vân giữa người mình đang nói về cái vấn đề nails đi, giữa cái người chủ và cái người thợ là làm sao để mà mình giảm đi cái tiền thuế mà hai bên đóng. Thì thường á là trong cái tiệm nails chúng ta không có cung cấp bảo hiểm y tế cho những người nhân viên của chúng mình. Thành ra chúng ta chỉ có trả cái tiền lương rồi xong mỗi một người thợ họ tự chịu trách nhiệm để mà họ mua cái số tiền cái tiền bảo hiểm của họ. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn cải thiện cái tiệm nails của mình và mình muốn giảm cái tiền thuế mà mình đóng, thay vì mình cho mỗi một người nhân viên họ tự mua bảo hiểm thì chúng ta có thể cho mỗi người nhân viên họ lựa chọn một cái chương trình bảo hiểm y tế của họ, và thay vì mình trả cái tiền lương đó cho cái người thợ rồi họ tự đi mua thì nó được tính là income của người thợ. Thì mình cứ báo người thợ họ nộp cái policy bảo hiểm đó cho cái tiệm rồi tiệm sẽ đóng cho từng người thợ. Thì như vậy họ sẽ không có cái tiền income đó. Thí dụ như là một tháng là anh chị cái người thợ cái tiền bảo hiểm của người thợ là 500 đi, thay vì họ lãnh lương từ anh chị là 500 thì anh chị lấy cái 500 đó anh chị đóng cái tiền bảo hiểm cho cái người thợ đó, họ không có cần đóng tiền thuế ở trên cái tiền bảo hiểm đó, họ được cái phúc lợi đó mà anh chị lại được trừ thuế ở trên cái khoản tiền mà anh chị đóng cho bảo hiểm cho cái người thợ của anh chị. Thành ra nó là win-win situation, là cả đôi bên đều thắng cả. Còn nếu mà anh chị đóng tiền lương, ví dụ như những anh chị nào mà đang trả W2 cho thợ, thì thí dụ anh chị đóng 500 tiền lương đó cho cái người thợ, thì anh chị phải đóng cái tiền thuế ở trên cái tiền 500 đó, và cái người thợ cũng đóng tiền thuế ở trên cái số tiền lương mà họ nhận từ anh chị. Thành ra đây là một cái phương pháp rất là hữu dụng để mà chúng ta có thể giảm rất là nhiều hàng tháng trong cái cơ sở thương mại của mình nếu mà mình làm như vậy. Và hiện giờ sẵn mình đang ở trong cái mùa
cuối năm, cũng là một cái và bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 11 là cái ngày tháng mà anh chị có thể bắt đầu đăng ký để mà mua bảo hiểm, đặc biệt những ai mà mua bảo hiểm ở bên ngoài Obamacare. Thì anh chị có thể bắt đầu đăng ký từ đây cho tới, nếu mình nhớ không lầm là tới ngày 15 tây tháng 12, để mà bắt đầu có bảo hiểm vào ngày 1 tây tháng 1 năm 2021. Thì anh chị nên tìm hiểu thêm. Mình biết có một số anh chị rất là sợ mua bảo hiểm, cứ nghe người này đồn người kia đồn nói là một tháng mua phải mấy ngàn hay là vân vân. Nhưng mà trên thực tế chương trình Obamacare nó có một cái khoản rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta có một cái mức thu nhập mà nó dưới 100 ngàn một năm thì chúng ta sẽ được hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mua bảo hiểm. Mới tuần vừa rồi, riêng bản thân Jennifer có hỗ trợ một người khách hàng trong văn phòng. Cô ta là một người thợ nails mới qua Mỹ với chương trình EB3. Thì cổ đang đi làm ở trong một cái tiệm nails và đang muốn mua bảo hiểm cho gia đình của cổ. Và vô trong cái tiệm nails, mỗi người thợ nói gia đình của mày phải mua bảo hiểm tới 1.000 đô rồi, đóng rất là mắc, sẽ không có đủ tiền đâu. Làm cô ta rất là khủng hoảng, rất là lo sợ. Nhưng mà cô ta đã liên lạc với văn phòng của mình và văn phòng của mình đã hỗ trợ cô ta mua bảo hiểm y tế rất là rẻ. Hiện giờ cho gia đình 4 người của cô ta thì mình đã dùng cái chương trình Obamacare để mà mua cho gia đình cổ là 165 đồng cho 4 người ha. Deductible rất là thấp, có nghĩa là cái phần cô ta trả hàng tháng có 160 mấy đồng, mà bao gồm luôn bảo hiểm khám răng đó anh chị. Thành ra rất là rẻ, anh chị đừng có sợ cái việc mua bảo hiểm mà sợ đóng tiền nhiều. Chúng ta phải biết dùng những cái phương pháp của cái chương trình đó để mà mình giảm thuế tối đa, để mà mình có được cái sự hỗ trợ. Thành ra thay vì mình không có mua bảo hiểm mà cuối năm mình lại bị phạt, thì chúng ta nên nhìn vào những cái chương trình Obamacare. Có thể là trong thời gian sắp tới, trong vòng khoảng một tháng tới, thì văn phòng có thể có một cái chương trình hỗ trợ anh chị về vấn đề đăng ký mua bảo hiểm ha. Để mình xem xét lại những cộng sự trong văn phòng cái thời gian gò bó như thế nào, và nếu có thì mình sẽ thông báo cho anh chị để mà anh chị có thể mua bảo hiểm cho nó thật là rẻ. Tại một trong những cái mà khiến cho mình rất là khó chịu là khi cái người không biết hướng dẫn cái người khác, không biết cái mình gọi là thằng mù dắt thằng đuôi đi á. Nói thẳng là như vậy. Cái người mà họ thật sự họ không biết, họ cứ cái dọa cái người, đặc biệt là tội nghiệp cái người mới qua, họ không biết gì cả, cứ bị người này nói một chút, người kia nói một chút, làm cho họ rất là khủng hoảng. Nhưng mà trên thực tế là những cái chương trình này nó rất là tốt để mà chúng ta có được cái sự bảo vệ đó mà giảm thuế nữa. Ok, thứ ba, phương pháp để mình có thể trốn thuế hợp tác là cả một cái tài khoản tiết kiệm gọi là Health Savings Account, gọi là HSA. Health Savings Account là một cái tài khoản chúng ta có thể thành lập ở bất cứ ngân hàng nào để mà chúng ta có thể để dành số tiền lại để mà mình đi khám sức khỏe. HSA, Health Savings Account. Anh chị không có cần đăng ký ở bất cứ cơ quan nào đặc biệt. Hiện giờ mình có một cái tài khoản ở tại ngân hàng của mình thôi. America First là một cái credit union mà mình xài lâu năm. Thì mình có thể lấy số tiền bỏ vô trong cái tài khoản này tiết kiệm để mà mình trang trải những cái chi phí gì mà liên quan tới vấn đề sức khỏe. Và mỗi năm chúng ta có thể bỏ vào, để mình cho anh chị biết ha, nếu mà một cá nhân thì chúng ta có thể bỏ vào 3.550 đồng. Còn nếu mà một gia đình, chúng ta có thể bỏ vào 7.100 đồng vào trong cái tài khoản tiết kiệm này. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà chúng ta có cái tài khoản này, thí dụ như mình bỏ vào cái tài khoản này 7.000 đi, mình được trừ 100% cái số tiền 7.000 ra từ cái số tiền thuế mà mình thiếu. Có nghĩa là như hồi nãy mình đưa ra cái ví dụ 100.000 một năm, thì mình trừ ra cái tiền mà mình bỏ vô trong cái tài khoản tiết kiệm này là 7.000 mốt, thì mình còn lại là coi cho là du di là khoảng chừng 93.000 mà mình đóng thuế thôi. Cái số tiền mà nó nằm ở trong cái tài khoản này nó được hoàn toàn bảo vệ, tức là không có những người chủ nợ nào đụng được tới cái số tiền này, và mình được cái quyền để mà hoàn toàn sở hữu cái số tiền ở trong cái tài khoản này. Và đặc biệt hơn nữa là mình không có cần xài hết cái số tiền đó trong một năm. Nếu mà may mắn gia đình của mình mạnh khỏe thì có thể là trong một năm mình xài rất là ít,
Ví dụ như trong gia đình của Jennifer, gia đình 4 người, trên mỗi năm bỏ vô khoảng chừng 7.000 mốt vào trong cái tài khoản này. Và cái số tiền đó nó cứ tiếp tục, nó không có nảy sinh tiền lời nhiều. Nhưng mà ít ra mỗi năm gia đình của mình cũng trừ ra được 7.000 mốt cái số tiền ở trong cái tài khoản này, và mình có thể tiết kiệm. Và cái số tiền này chúng ta được dùng để mà mua những gì ha. Mỗi lần chúng ta đi bác sĩ, mình có thể dùng cái số tiền ở trong tài khoản này trả tiền bác sĩ. Mỗi lần chúng ta đi mua những cái thuốc cảm hay là thuốc gì, những cái toa thuốc prescription, thì mình có thể dùng cái số tiền này để mà trả những cái chi phí đó. Những khi mà chúng ta mua những cái giống như là kem chống nắng cũng được xem là vấn đề cho sức khỏe, thì mình cũng có thể dùng cái số tiền đó đi khám mắt cho tụi nhỏ, đi khám răng, vân vân. Tất cả những cái chi phí này đều là những cái chi phí được bao gồm trong cái tài khoản Health Savings Account mà mình có thể tạo dựng ra. Và nếu mà mỗi năm chúng ta bỏ vào 7.000 mốt một năm, anh chị có thể tưởng tượng là từ đây cho tới tuổi già, cho là 20 năm tới cái tuổi mà anh chị về hưu đi. Đối với mình là khoảng chừng mình hy vọng là mình có thể về hưu trong vòng 15 năm. Nhưng mà nó tính ra nó cũng là một cái con số khá là nhiều mà mình có thể tiết kiệm, công khai tiết kiệm, công khai trên giấy thuế của mình. Và tới tuổi già, nếu mà mình không có dùng cái số tiền đó trên bảo hiểm, trên vấn đề y tế, thì chúng ta có thể dùng rút cái số tiền đó ra để mà chúng ta xài cho những cái chi phí bình thường sinh hoạt hàng ngày khi mà mình tới cái tuổi về hưu rồi đó. Đương nhiên, một cái tài khoản Health Savings Account thì anh chị có thể nó sẽ có một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình phải có một cái policy bảo hiểm y tế thì mình mới mở được một cái tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe được. Và cái một cái policy bảo hiểm y tế của mình thì mình phải mua nó trong một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là cái tài khoản cái bảo hiểm y tế đó thì nó phải có cái phần copay, tức là cái phần mà anh chị cần phải trả. Cái mức tối thiểu á, là hàng năm á, là 2.800 cho một gia đình. Có nghĩa là cái phần deductible, những ai mà chưa biết deductible, nếu mà chị nào đang mới theo dõi chương trình này mới qua Mỹ, deductible có nghĩa là cái phần người bệnh nhân phải chịu trách nhiệm khi mà họ đi khám bệnh trong một năm đó. Và cái phần đó là sau khi mình trả cái phần đó thì bảo hiểm mới trả tiếp. Có nghĩa là ví dụ như trong một năm anh chị có một cái vấn đề bệnh, anh chị đi bác sĩ hay vào bệnh viện, và cái phí viện của anh chị là 10.000 đô đi, cái phần deductible của anh chị, cái phần anh chị phải chịu trách nhiệm là 2.800, thì anh chị phải trả cái phần đó, còn bao nhiêu là bảo hiểm trả lại, cái đó là cái đồng nghĩa của deductible. Thì cái policy bảo hiểm của anh chị nó phải có cái phần deductible. Còn nếu mà anh chị mua một cái bảo hiểm mà nó quá tốt mà bảo hiểm trả hết, anh chị không có cái phần deductible, thì anh chị sẽ không có để dành tiền ở trong cái khoản health saving để mà trừ thuế. Lý do tại sao mà mình khuyên là nếu mà gia đình của anh chị mạnh khỏe thì anh chị nên tiết kiệm tiền và mua một cái policy nào mà cái phần deductible của mình nó cao hơn một chút, để mà mình để dành tiền lại thay vì mình đóng cho bảo hiểm. Tại có nhiều người họ sợ, họ nói là ô tại sao mà em sợ mua deductible cao để mà lỡ bị bệnh thì mình không có cái tiền chi trả thì làm sao. Nhưng mà đối với Jennifer thì thường ấy, mình mua một cái policy bảo hiểm mà nó có cái deductible cao, mình sẽ để dành tiết kiệm được rất rất là nhiều tiền anh chị. Đối với gia đình của mình á, riêng mình kể câu chuyện ra gia đình của mình á, là cái phần deductible của mình, tức là cái phần Jennifer phải chịu trách nhiệm á, là nó khoảng chừng 14.000 một năm. Nghe thì thấy khủng khiếp, nhưng trong những năm vừa qua mình mua mười mấy năm bảo hiểm thì mình ít khi xài tới bảo hiểm lắm. Ít khi có một cái vụ án gì mà mình phải đi nhập viện mà mình phải đóng tới 14.000 trong một năm đó. Nhưng cái sự khác biệt giữa cái policy bảo hiểm mà có cái deductible 2.000 với cái deductible 14.000 mà Jennifer phải trả, là cái sự khác biệt đó anh chị, là nó khoảng chừng 800 một tháng. Thì anh chị phải tính ra là
cái phần tiết kiệm 8 trong một tháng trong mười mấy năm vừa qua của Jennifer, là Jennifer đã tích lũy được bao nhiêu tiền, mà cái tiền mình dư ra thôi á nó cũng đủ để mà nó trả deductible rất là nhiều lần rồi. Thành ra đó là cái cách mà Jennifer tính toán để mà mình có thể tiết kiệm tiền chi phí về vấn đề bảo hiểm y tế, và cũng là cái cách thức để mà mình có thể bỏ tiền vào cái tài khoản Health Saving Account ha anh chị. Thành ra cái hạn chót để mà anh chị có thể bỏ tiền vào trong cái tài khoản này là, nếu mình nhớ không lầm, là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thành ra anh chị còn khoảng chừng một tháng, anh chị kiểm tra lại cái policy sức khỏe của anh chị, xem coi anh chị có đủ điều kiện để mà anh chị mở cái tài khoản này ra hay không. Cái tài khoản này rất là dễ xài. Khi mà anh chị mở cái tài khoản ra, anh chị sẽ có một cái thẻ debit card. Mỗi lần mình đi bác sĩ, hay là mình bị mua thuốc men, hay là mình đi khám mắt cho tụi nhỏ, thì anh chị dùng cái thẻ này anh chị gạt. Nó giống như là thẻ tín dụng, rất rất là dễ xài. Ok, rồi thêm một vài phương pháp nữa. Phương pháp thứ tư là anh chị có thể trả tiền lương cho con cái hoặc cha mẹ. Nghe thấy là ngạc nhiên phải không? Nhưng đây là một cái phương pháp rất là nhiều người giàu có áp dụng để mà họ chuyển sang mức thu nhập của họ từ họ sang qua những người khác. Và cái điểm đặc biệt á, là những ai mà có thu nhập dưới 12.000 một năm sẽ không cần khai thuế. Và đặc biệt nếu những người đó là những người 1099 thì họ cũng không cần khai thuế. Thành ra thay vì chúng ta giữ 100% cái tiền thu nhập đó dưới tên của mình, thì chúng ta sẽ chuyển nhượng lại cái mức thu nhập đó cho những người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ con cái, những người mà không có thu nhập. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu chuyển từ lúc nào? Đương nhiên nếu mà con anh chị quá nhỏ, không có khả năng lao động gì cả, thì mình không có nên chuyển, thì tại vì như vậy anh chị sẽ có thể bị audit. Nhưng đối với Jennifer có một đứa bé là năm nay 13 tuổi, thì ở cái độ tuổi 13 tuổi thì vẫn có sức lao động, không phải là phải làm cho công ty của mình nha anh chị, đặc biệt là không phải là làm trong công ty của mình, nhưng mà có thể là làm việc nhà cho mình. Thành ra thay vì mình nói là con của mình ép nó dọn nhà hay là làm những cái việc ở trong nhà, cắt cỏ hay là whatever, chúng ta có thể mướn cái người con của mình làm việc cho mình, và mình có thể trả tới 12.000 một năm mà đứa bé nó không cần đóng thuế, mà mình được trừ thuế ra. Mình vẫn dùng social của đứa bé để mà mình trừ thuế ra. Có nghĩa là nếu mà chỉ có hai đứa con mà từ 10 tuổi cho tới 18 tuổi, hai đứa con mình có thể trừ ra 24.000 một năm từ cái tiền thuế của mình để mà mình trả cho con của mình. Và một là mình có thể tiết kiệm cho con, bỏ vào trong những cái tài khoản cho các cháu, có thể để dành đi học đại học, hay là mình có thể mở một cái tài khoản đầu tư cho các cháu, có nhiều phương pháp đầu tư cho các cháu, thì nó vẫn đỡ hơn là lấy 24.000 một năm đóng thuế, phải không anh chị? Và nó hoàn toàn hợp pháp, là nếu mà anh chị hỏi cái người CPA của anh chị về những cái phương pháp này, họ sẽ tán thành. Đương nhiên là mình luôn khuyến khích là anh chị dùng CPA. CPA là những người có bằng hành nghề, có thể đại diện anh chị trước sở thuế. Còn nếu mà anh chị dùng những cái nơi mà dịch vụ không, mà họ không có cái bằng CPA á, thì tới lúc đó có chuyện gì thì anh chị sẽ không có cái người đại diện anh chị. Mình luôn luôn khuyên anh chị đụng tới thuế là mình nên dùng một cái người chuyên gia. Một người CPA là họ phải học một cái bằng 4 năm ít nhất ha, là thường họ học 4 năm cho tới 6 năm, sau đó họ phải thi tới 3 ngày để mà họ lấy cái bằng CPA. Đó là lý do tại sao anh chị sẽ thấy cái mức giá chênh lệch giữa CPA và bên dịch vụ khai thuế là như vậy đó. Là vì họ có thể hoàn toàn đại diện anh chị, và họ biết những cái nói sao, biết những cái mánh khóe để giúp anh chị giảm thuế. Ngoài ra thì ngoài cái việc chúng ta có thể trả cho con cái của mình cũng có thể trả cho cha mẹ. Nếu mà chúng ta đang sống chung cùng cha mẹ mà không có thu nhập, đặc biệt những anh chị em nào mình ăn bảo lãnh cha mẹ mới qua từ Việt Nam, thay vì mình để cho các cụ chỉ ở nhà giữ con của mình, thì mình có thể trả mỗi người một năm có thể tới 12.000 để mà lo cái việc, để mà nói là cái tiền đó là cái số tiền mà các cụ đang chăm sóc con của mình, thì mình cũng được trừ cái khoản thuế đó ra. Ok, rồi bí quyết số 5
là ngoài cái việc kinh doanh chính của mình thì mình cũng nên có một cái kinh doanh phụ để mà mình trừ ra những cái chi phí mà mình không có thể trừ ra trong cái việc kinh doanh phụ. Ví dụ như trong cái văn phòng luật của mình thì ngoài cái việc mình kinh doanh luật pháp thì mình cũng có một cái kinh doanh bên lề, kinh doanh sản phẩm qua mạng. Lý do tại sao mình có một cái công việc kinh doanh này là vì nó giúp mình giảm thuế rất rất là nhiều. Những cái chi phí trước đây mà mình không có thể trừ ra trong cái công việc văn phòng luật thì mình có thể trừ ra qua cái công việc phụ của mình. Ví dụ như tiền ăn uống hay là tiền travel hay là tiền gặp khách hàng, những cái khoản đó thì rất là khó để mà trừ ra trong cái văn phòng của mình, cũng như là những ai mà đang hành nghề trong cái ngành nails hay là nhà hàng, rất là khó để mà anh chị trừ ra những cái khoản chi phí đó. Nhưng nếu mà anh chị có một cái công việc phụ mà nó yêu cầu hoặc là nó cho phép mình đi travel hay là gặp với lại khách hàng hay là làm những cái việc gì ở ngoài cái tiệm của mình thì mình được phép mình trừ ra cái khoản chi phí đó, đặc biệt là những cái khoản chi phí tiền xăng và tiền xe đi tới đi lui. Tại vì nếu mà anh chị làm trong cái ngành nails không á, thì rất là khó để mà mình giải thích với lại sở thuế là mình cần một cái chiếc xe để mà mình đi tới đi lui, mình phục vụ khách hàng. Điều đó nói ra thì cũng rất là khó tin, nhưng nếu mà mình có một cái công việc phụ, ví dụ như cái gì bán hàng hay là một cái dịch vụ gì khác đó, whatever, thì anh chị có thể công khai trừ ra những cái khoản đó trong cái phần thuế của anh chị. Thì nếu mà ai muốn biết thêm thì có thể liên lạc với mình về cái điều khoản này thì mình sẽ hướng dẫn thêm. Ok, rồi bí quyết số 6 để mà anh chị có thể trốn thuế hợp pháp là thay vì mình mua chiếc xe thì mình nên lease một chiếc xe. Lease là có nghĩa là mình thuê một cái chiếc xe từ công ty, mình xài xong rồi mình đóng tiền rồi mình có thể trả lại. Đương nhiên không phải là ngành nghề nào cũng có thể lease một chiếc xe và trừ thuế. Thành ra đó là lý do tại sao mà Jennifer khuyến khích là anh chị phải có một cái ngành tay trái để mà mình có thể áp dụng cái phương pháp này. Vì nếu mà mình làm trong cái công việc kinh doanh truyền thống rất là khó để mà mình chứng minh là mình cần một cái chiếc xe để mà đi tới đi lui. Thường á, cái ngành mà dễ trừ thuế nhất là những người trong ngành địa ốc hay là những cái người trong ngành mortgage tài chính, thì họ có thể dễ dàng giải thích là họ cần một chiếc xe đi tới đi lui. Còn những anh chị trong ngành nhà hàng hay là ngành nails thì rất là khó để mà chứng minh là anh chị cần phải thuê mướn chiếc xe đó và trừ thuế. Thành ra đó là lý do tại sao khi mà chúng ta có một cái nghề tay trái, mà cái nghề tay trái đó là một trong những cái nghề mà mình cần phải đi tới đi lui, thì mình có thể dùng một cái lease để mà mình giảm tiền thuế. Vì hiện giờ nếu mà anh chị mua một chiếc xe mà anh chị xài thì cái tiền đó là cái tiền là anh chị mất. Mặc dù anh chị có được cái quyền sở hữu chiếc xe nhưng mà anh việc chị vẫn đóng tiền thuế trên chiếc xe. Còn nếu mà anh chị có một cái công việc nào mà nó cho phép anh chị mướn một chiếc xe đi, thì tất cả cái số tiền mà anh chị mướn trên chiếc xe đó đều được trừ thuế ra. Có nghĩa là nếu mà anh chị thích một chiếc Porsche hay là một chiếc high-end gì đó, whatever, cho là tiền xe là 1.000 đồng một tháng đi, anh chị có thể trừ ra 12.000 một năm ở trên cái chiếc xe mà anh chị đang sở hữu và sử dụng. Ngoài ra anh chị có thể trừ ra cái tiền xăng và cái số tiền bảo hiểm mà anh chị đóng ở trên cái chiếc xe đó. Nếu mà chúng ta không có áp dụng cái phương pháp này thì đôi khi cái số tiền đó là cái số tiền mình chỉ cầm mình đưa cho sở thuế cuối năm thôi. Thì thay vì chúng ta đưa cái số tiền đó cho sở thuế, tại sao chúng ta không có enjoy một chút xíu một chiếc xe luxury mà mình có thể áp dụng trong cái công việc kinh doanh của mình. Nhưng với cái điều khoản này thì anh chị cần phải cẩn thận là mình phải có một cái ngành nghề nào mà mình có thể chứng minh là mình cần tới một cái chiếc xe để mà đi tới đi lui. Những anh chị nào trong ngành construction hay là nhà hàng thì đôi khi mình cần một cái chiếc xe van hay xe truck cho vấn đề delivery. Nhưng mà tiệm nails á, thì nó hơi khó. Thành ra những anh chị nào trong tiệm nails hay là những cái dịch vụ khác á, thì có thể liên lạc với mình để mà mình hướng dẫn anh chị về cái nghề tay trái mà mình có thể dùng để mà giảm thuế. Rồi, ok, chương trình ngày hôm nay cũng khá là dài. Hy vọng là anh chị có thể nắm bắt được tất cả
những cái thông tin mà mình gửi gắm anh chị ngày hôm nay để giúp anh chị giảm thuế trong năm 2020 và 2021. Những anh chị nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái bí quyết khác có thể liên lạc trực tiếp với mình. Và trong nay mai sẽ có một cái chương trình để hỗ trợ anh chị đăng ký về bảo hiểm y tế để giảm cái số tiền anh chị đóng trong cái mùa sắp tới. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình trong những năm vừa qua và hy vọng anh chị tiếp tục ủng hộ văn phòng. Và chúc anh chị một ngày làm việc an lành, và những ai ở bên Việt Nam đang theo dõi chương trình này, chúc anh chị một buổi tối ngủ ngon. Thank you. Bye bye.